Thanh Duy thì không để ý chi tiết nhiều như các bạn, nhưng Thanh Duy chỉ để ý đúng mỗi chi tiết đó là hai chàng trai nắm tay nhau đứng nhìn cô gái lấy chồng. Rớt tự em lượm lớn giùm anh nha, anh nha. Nè, cứt cho tôi đi nè. Cảm ơn ST nè. Đất muối nè. Từ khi mà có ST á, cái miếng nào của chúng ta cũng rớt. Vâng ạ, và với vòng thi thứ hai này á thì mỗi câu hỏi đúng chúng ta sẽ ghi được 500 điểm. Và nếu các bạn ghi đúng 4 câu hỏi thì các bạn sẽ có được 3.000 điểm. Chính xác là như vậy. Cho nên là bây giờ là không biết là ai sẽ là người chơi ở vòng thi này. Ai có thấy tự tin về nghe và nhìn của anh hay không? 50-50. Bên kia thì sao ạ? Ngay từ đầu thì team bọn em đã xác định ngay là chiến thuật đàng hoàng. Vòng 1 là Trần Quốc Anh. Dạ. Vòng 2 sẽ là em Ly. Chùm cuối sẽ xuất hiện cuối cùng. Khoan nha, bàn kỹ lại. Vì vòng 3 chúng ta sẽ đứng. Tất cả đã nằm trong tính toán của đội em rồi. Một tràng hóa tay dành cho em Ly. Bên đây là em Ly, còn bên kia là ai? Đội sắc màu sẽ chọn ai ạ? Vì lý do là ST không tự tin lắm nên đại nhân sẽ lên chơi. Mời đại nhân. Hey, yo man. Rồi mình chơi một cái trò đàn ông không kém nha. Quánh tù xì á. Quánh tù xì ra cái gì ra cái này. Quánh tù xì ra cái gì ra cái này. Em ra cái búa đây. Ra rồi. Ủa, ra rồi hả? Ra rồi. Ai thắng là người quyết định. Sẽ thi trước hay thi sau? Xin mời em Ly. Em thi trước. Thi trước, xin mời đại nhân vào trong. Nghe nhạc. Em Ly ơi. Dạ. Mình đã có hai chiếc ghế đã được lựa chọn là số 6 và số 2. Mình sẽ chọn những chiếc ghế còn lại. Xin mời em Ly. Số 1. Chọn luôn vậy hả? Chọn luôn, mình quyết đoán. Đúng không? Đúng. Number 1, rất quyết đoán. Xin mời chiếc ghế số 1. Hey. Wow. Mình phóng cái tầm nhìn từ bên đây nhìn qua. Phóng cái mặt ghế chạm vào mặt bàn. Coi như cái ghế đó là ghế cao nhất. Chúng anh rồi. Và bây giờ sẽ là lượt thi đấu của Emily. Emily thân mến. Dạ. Thật sự ra cảm giác đầu tiên của anh ngoài này là em trong nó rất đẹp luôn á. Chúng ta sẽ có 1 phút và những câu hỏi dành cho bạn trong vòng thi đấu này thì chắc chắn nó sẽ khác với vòng 1 rồi. Câu hỏi dành cho Emily bắt đầu. Tóc bạn nữ áo cam để vắt về bên vai nào? Bên trái chốt. Bên trái chốt. Không tự tin hay sao mà che đầu rồi? Thôi cứ che thì chắc. Kết quả là... Làm gì la dữ vậy? Đúng rồi. Hỏi tiếp theo dành cho Emily như sau. Nhân vật nữ chính tên gì? Ngọc chốt. Trời ơi, 2 giây cho mỗi câu trả lời. Bạn ấy tên Ngọc và em chốt câu trả lời của em. Kết quả là không giống như em bị liễu Emily. Lên cái là lên liền luôn hả? Là bất diện, bất diện. Vỗ tay lên, chính xác. Ngọc hẹn ra thì hay quá, 2 câu rồi. Vòng này thử thách của Emily đó chính là phải trả lời đúng 4 câu thì chúng ta mới được 3.000 điểm. Cố lên nha, bây giờ chúng ta đã có 1.000 điểm rồi. Câu hỏi tiếp theo như sau. Mấn của chú rể có màu gì? Chú rể hả? Hồi nãy có chú rể luôn hả? Thời gian đã trôi qua, nhanh lên Emily. Trả lời, nhanh lên. 45 giây. Không nhớ thì trả lời đại cũng được, không sao đâu. Màu trắng. Chốt luôn. Chốt. Màu trắng, chốt. Chốt cái linh dáng liền luôn. Kết quả là đúng rồi. Chưa chính xác. Rất hoài vậy trời. Lời khuyên dành cho em Ly là em đừng che nữa. Biết sao không? Bóng nó rớt xuống nó kêu tưng 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 não hoạt động. Không đâu, quên luôn đó anh, đừng có gài em. Câu hỏi tiếp theo dành cho em Ly như sau. Tay bạn ca sĩ nam mặc áo xanh có đeo vòng màu gì? Trời ơi trời. Trời ác thì màu đen. Trả lời đại đi. Màu đen chốt. Màu đen chốt. Trời ơi, bà lên dán luôn rồi. Kết quả là... Biết nó đại sao, không có thấy gì đâu. Tưng não hay không? Đừng rơi đi, rơi hoài. Không thể rơi được chính xác. Câu hỏi tiếp theo, nếu như câu này em đi trả lời chính xác, chúng ta sẽ có 3.000 điểm trả lời của mình nha. Câu hỏi như sau. Cái quạt bà Mai cầm có màu gì? Màu tím. Màu tím xịn hoa xịn. Chốt, chốt, chốt. Chốt. Thì đầu tiên chị bỏ tay xuống thế nào? Đừng có xuống dại rớt đầu chị sao? Dáng rất đẹp cho nên là không nỡ rớt banh. Hoàn toàn chính xác, chúc mừng. Quá xuất sắc, Emily chỉ sai một câu mà thôi. Đã trả lời được đúng 4 câu, 3.000 điểm cho đội của mình. Chúc mừng Emily. Nào, yes.
xin mời em Ly về chỗ. Ăn mừng. Yeah. Người bạn của tôi đang rất là sẵn sàng. Bây giờ chúng ta còn lại ghế 3, 4, 5. Đại nhân sẽ chọn ghế số mấy? Chọn số bự nhất, số 5. Số 5 này có mang lại may mắn cho đại nhân hay không? Xin mời chiếc ghế. Ghế này là ghế cao nhất luôn. Ủa thì không? Cao nhất. Giống em Ly luôn. Hả? Chúc mừng anh. Còn bây giờ sẽ là phần thi của đại nhân. Xin mời. Đại nhân ơi, bây giờ bạn đã ngồi ở trong cái lòng của chúng tôi. Cảm giác bây giờ của bạn ra sao? Rất là hào hứng, chờ đợi chiến thắng vang dội, vang dội, vang dội. Một nụ cười tỏa nắng xem nào. Dễ thương. Một phút của đại nhân đến với bộ ba siêu đẳng. Bắt đầu, tóc bạn nữ áo cam để vắt về phía bên vai nào? Vắt vào phía bên vai phải, hết chốt. Bên vai phải là câu trả lời. Thần Banh ơi, không chính xác. Vắt bên phía tay trái nha. Đại nhân, lượt đầu tiên bóng rơi đầy đầu, cảm giác ra sao? Không sao, còn nhiều câu. Đúng rồi, quân thử trả thù 10 năm chưa muộn, có thể bây giờ thua luôn. Câu hỏi tiếp theo, nhân vật nữ chính tên gì? Tên Ngọc. Hết. Yeah, yeah, chốt, chốt. 54, tên Ngọc là câu trả lời. Chính xác rồi. Yeah. Quá dễ. Ngọc hiện ra thì gì? Câu hỏi tiếp theo dành cho đại nhân như sau, mứng của chú rể có màu gì? Chết. Mứng của chú rể, chú rể mặc đồ màu đỏ thì mứng màu đỏ. Chốt chưa? Chốt. Dấu ở dây 48, mứng chú rể màu đỏ, đó là câu trả lời. Umbala si bua. Về chỗ đi, quá muộn màng rồi. Được rồi. Buồn quá đi thôi. Có bạn nào nhớ mứng chú rể màu gì không? Là không có đội mứng luôn. Chính xác, chú rể không đội mẫn. Em không có đi cái này. STG được 500 điểm mà không tính. Sao lên thi đi. Bảo lên không chịu. Câu hỏi tiếp theo dành cho đại nhân như sau, tay của bạn ca sĩ nam mặc áo xanh có đeo vòng màu gì? Có đeo vòng màu đen. Hết. 45 giây. Câu trả lời. Chính xác. Yeah. Hai. 1000 điểm đầu tiên của đại nhân đã có rồi. Câu hỏi tiếp theo như sau, cây quạt bà Mai cầm có màu gì? Màu tím. Hết. Một câu nữa là đại nhân sẽ ghi được chỉ một câu đa. Thôi chỉ một chỉ câu một thôi. Thôi. Nghe kỹ nha, hai ca sĩ nam đi ra sân khấu mang giày hay mang dép? Mang dép. Hết. 42 giây, đó là câu trả lời. Thần Banh ơi, hãy cho tôi biết đúng hay sai vậy ạ? Trời đất ơi, quên đi trên đất. Chính xác. Câu hỏi tiếp theo của bạn như sau, có tất cả bao nhiêu người đội mấn và khăn đóng trên sân khấu? Bao nhiêu người đội mấn? Từ có 8 cô, từ nha, có 8 cô phụ đoàn. Thời gian đã trôi qua. À, với lại cô dâu nữa là 9 người. Là 30 giây. Từ 8 cô dâu, 8 người đội mấn. Cô dâu có đội mấn không? Cô thời dâu. Thời gian đang trôi qua. Cô dâu. Đáp án cuối cùng là 8 người. Hết. Dừng thời gian. 8 người. Thần Banh hãy cho câu trả lời đi ạ. Tiếp tục ghi được 500 điểm mà không tính. 7 nam 7 nữ mà cô dâu. Nam không đội mấn nữa hả? Đúng rồi, có nhỏ nhỏ nè. Nhưng mà chú rể lại không đội mấn. Em muốn thử cảm giác đó. Đại nhân à, còn 16 giây nha. Câu hỏi dành cho đại nhân như sau, bạn nam sau lưng chú rể khuỵu gối bằng chân nào? Từ bạn nam sau lưng chú rể khuỵu gối bằng chân nào? Còn 12 giây. 12 giây. 10 9 8 trái hay phải? Chân phải. Hết. Chân phải. Kết. Còn 3 giây. Chân phải là câu trả lời. Chính xác rồi. Chân ở một phần chơi cực kỳ căng não và đại nhân đã ghi được 3.000 điểm dành cho đội của mình. Một phần thi đấu mà theo như Minh Sự thấy là quá là ngoạn mục. Hên đó em. Ôi, anh này nói rồi, hay không bằng hên. Chúc mừng anh về với đội của mình. Quý vị thân mến,
hai đội chơi ngày hôm nay trải qua hai vòng thi, điểm số hiện nay ngang tài ngang sức với 4.000 điểm cho cả hai đội chơi. Yeah.